Cô chú anh chị và các bạn thân mến, ngay bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam đang có mặt ở ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Và bây giờ Tấn sẽ quay chia sẻ hình ảnh của miếng đất đang cần bán cho cô chú anh chị coi nha. Mặt tiền đường bê tông, bên hông là có cái đường đất nữa. Đất này là hai mặt đường á. Chiều ngang 6m, chiều dài 30m. 6 x 30 tổng diện tích là 178m2. Có 40 thổ cư, còn lại cây lâu năm nha. Chỗ này chúng ta có thể lên 100% thổ cư cũng được luôn. Đường bê tông mới làm, cao ráo sạch sẽ. Miếng đất đang cần bán là miếng này nè cô chú anh chị. Có hàng rào B40 xung quanh, đất đẹp nha. Ngay góc ngã ba nè. Cái đường bên đây là đường ô tô đi được luôn á. Chiều ngang 6m. Còn chiều dài á là 29m8. Coi như là dài 30 đó. Đất này là hướng Tây nha cô chú anh chị. Cái đường bên hông là hướng Nam ha. Trong khu dân cư rất là đông luôn. Thì cái đường bê tông này nè, ngay tại vị trí miếng đất, đi ra hướng này 150m là cái đường huyện. Và nhìn thẳng ra đây anh chị thấy núi Bà Đen, biểu tượng Tây Ninh, nóc nhà Nam Bộ nè. Từ núi Bà Đen lên tới đây là 15 cây. Đó, đứng ngay ở đây là nhìn thấy núi ha. Nhìn thấy trên đỉnh núi tượng Phật Bà, rồi những cái công trình tập đoàn Sinrup người ta đang xây dựng ở trên đỉnh núi á. Ở đây đi ra 150m là đường nhựa ha. Đây, trong khu dân cư, nhà cửa rất là đông luôn. Ra đường nhựa đó, quẹo phải 500m là ra đường tỉnh lộ 785. Ngoài đầu đường là cái chợ nha. Chỗ này cách ủy ban xã là khoảng cây số. Cách vòng xoay thị trấn Tân Châu là 4 cây. Cách chợ chiều Tân Phú 4 cây luôn. Từ núi Bà Đen lên đây 15 cây, còn từ thành phố Tây Ninh lên tới đây là 25 cây nha cô chú anh chị. Bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên á là đúng 100 cây nha. Thì bây giờ chủ đất bán miếng đất này với giá là 780 triệu. Đất sổ hồng chính chủ không qua trung gian nha. Bây giờ Tấn sẽ quay hình ảnh thực tế của miếng đất đang cần bán cho cô chú anh chị coi ha. Đây nè anh chị, đứng tại vị trí mặt tiền của miếng đất đang cần bán, nhìn về hướng Nam nè, là chúng ta sẽ thấy núi Bà Đen, biểu tượng của Tây Ninh ha. Thấy được tượng Phật Bà trên đỉnh núi luôn nha. Từ đây đi tới núi là 15 cây số á. Rồi, miếng đất đang cần bán là trong khu dân cư rất là đông luôn. Nhà cửa quá chừng đông luôn. Mặt tiền đất là đường bê tông. Cách đường huyện 150m nha. Đường huyện số 4 là ngoài đó, cách 150m. Nhà cửa dân cư quá chừng luôn nè. Miếng đất đang cần bán là miếng này nè cô chú anh chị. Mặt tiền chính á là hướng Tây nha. Đây, nhà cửa hàng xóm trong đây nè. Đó, quá chừng nhà luôn. Đường là có đèn đường nha. Và cô chú anh chị thấy là trụ điện á, là đi phía đối diện của miếng đất đang cần bán. Cho nên bên miếng đất đang cần bán nè là không có vướng dây điện, trụ điện vậy đó. Có cái trụ điện đó là cắm chơi thôi. Chúng ta nhổ lên cho nó trống ha. Rồi, đây là cái đường bên hông nè cô chú anh chị. Đường thông luôn á. Đi ra phía sau là cái ngã ba nữa kìa. Đây, đường này thì cô chú anh chị thấy rộng rãi nè. Rộng khoảng 4m ha. Ô tô đồ đi được. Thì cái lô đất đang cần bán á, có hàng rào 40 xung quanh nè. Đó, chiều ngang là đúng 6m nha. Đầu 6, đuôi 6. Còn chiều dài á, là 29m8. Đây, cái trụ này, trụ xi măng nè. Là cắm tạm đây thôi. Chúng ta muốn trống trải thì nhổ lên. Đất vuông vức đẹp ha, nền đất thì cao ráo nha cô chú anh chị. Thì bây giờ anh Hào chủ đất bán miếng này với giá là 780 triệu. Từ đây ra tỉnh lộ 785 á, 700m nha, ở ngoài đầu đường là chợ luôn. Cách ủy ban xã với lại trường học đồ này kia là có cây số à. Vô thị trấn Tân Châu, chợ huyện hay là siêu thị có mắt là 4 cây ha. Đây đường bên hông nè. Đường bên hông khoảng 4m. Đường thông luôn nha. Cái hẻm này là đường thông luôn nè. Đi ra phía sau có ngã ba đó cô chú anh chị.
quẹo phải là cũng quay ra đường nhựa luôn. Đây, đất dài tới đây ha. Hàng rào ở sau lưng nè. Tổng diện tích là 178 m², có sẵn 40 m² thổ cư, còn lại cây lâu năm nha. Đây, nền đất thì cô chú anh chị thấy cao ráo sạch sẽ ha. Có hàng rào sẵn luôn. Hàng rào đẹp luôn. Này cô chú anh chị mua các nhà là đẹp luôn ha, có hàng rào đầu sẵn luôn này. Đây cái đường nè, từ trong nhìn ra nè. Thì cái chiều ngang của miếng đất này 6 m lận. Mà 6 là lọc đó. Cũng như cô chú anh chị mua miếng này á, chúng ta có thể xây nhà hết cái chiều ngang luôn cũng được. Tại vì bên hông là cái đường nè, mở cửa sổ đâu cũng được, nó thông thoáng rồi ha. Hoặc là các cái nhà 4 m, 5 m cũng được. Chừa thêm cái hành lang cho nó rộng rãi, mình trồng mấy cây kiểng rồi đó, nhìn cho nó đẹp cũng được ha. Đó, nhìn thẳng hướng này là núi Bà Đen nha. Cách núi Bà Đen 15 cây, cách thành phố Tây Ninh 25 cây. Còn từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây á là đúng 100 cây nha. Đó, nhà cửa dân cư quá chừng đông luôn. Đất hướng Tây ha. Rồi bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi nha. Còn cái vị trí Google Map á, thì mình sẽ ghim cái đường link và để trong cái phần mô tả nha. Đây là tờ sổ hồng của miếng đất đang cần bán nè cô chú anh chị. Sổ hồng chính chủ không qua trung gian ha. Rồi nhìn vô cái sơ đồ nè, thì chúng ta thấy là cái lô đất nằm ngay góc ngã ba, hai mặt đường. Cái đường mặt tiền phía trước á là đường bê tông. Đường này có tên là đường Tân Phú 47. À mình thấy ở trong sổ hồng này người ta ghi là lộ giới của cái đường mặt tiền á là 20 m luôn. Cái này chắc là nhà nước quy hoạch cho tương lai đó cô chú anh chị. Còn cái đường bên hông á thì chỉ ghi là đường đất thôi, không có lộ giới ha. Rồi diện tích của cái lô đất đang cần bán chiều ngang là đúng 6 m, đầu 6, đuôi 6. Còn chiều dài á là gần 30 m nè. Nhìn vô cái sơ đồ rất là đẹp ha. Được cái là hai mặt đường nữa, nó thông thoáng. Các nhà mở cửa sổ đồ thoải mái nha cô chú anh chị. Địa chỉ ở đây là ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 178 m², đã có sẵn 40 thổ cư, còn lại 138 là cây lâu năm nha. Chỗ này nếu cô chú anh chị muốn lên thổ cư thì thoải mái ha. Thì cái giá bán Tấn nhắc lại là 780 triệu. Cô chú anh chị muốn mua là liên hệ gặp trực tiếp chủ đất luôn, đó là anh Hào. Số điện thoại 0976 414 408, 0976 414 408, 0976 414 408. Gặp anh Hào chủ đất không qua trung gian. Rồi bây giờ Tấn sẽ quay từ ngoài đường tỉnh lộ 785 á, ngay ủy ban xã Tân Phú, rồi những cái trường học, trạm y tế, công an đủ ngoài đó đó, chạy vô tới đây cho cô chú anh chị coi nha. Xin mời. Đây là đường tỉnh lộ 785 nè cô chú anh chị. Ngay cái khúc này là ngay ủy ban xã Tân Phú nè. Cái hướng mình đang đi á là từ thành phố Tây Ninh và núi Bà Đen đi tới ủy ban xã Tân Phú đây ha. Trạm y tế, trường học, công an, ủy ban. Bên phải là cái trường học nữa nè. Thì từ ngay vị trí này chạy vô tới cái lô đất đang cần bán á là 1,2 cây số. Đường tỉnh lộ 785 này là từ thành phố Tây Ninh đi lên thị trấn Tân Châu đó cô chú anh chị. Chạy thẳng lên là tới vòng xoay Tân Châu nha. Đường rộng đẹp thông thoáng. Từ ủy ban xã chạy tới khoảng chừng 700 m là sẽ tới cái đường quẹo vô đất nha. Là đường huyện số 4. Thì cái vị trí Google Map của lô đất đang cần bán, Tấn sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả nha. Bên phía tay trái là biệt thự Thành Thái.
qua biệt thự Thành Thái cỡ chừng 100 m thôi là sẽ tới cái chợ bên phía tay phải, là đầu đường quẹo vô đất đó. Đây, ngay chỗ này là cái chợ nha. Chợ bên tay phải nè cô chú anh chị. Thì đường vô đất là bên phía tay phải luôn. Nếu đi thẳng hướng này 4 cây số là sẽ lên vòng xoay thị trấn Tân Châu nha. Còn gọi là vòng xoay Đồng Ban đó. Đây, quẹo vô cặp bên hông của chợ nè. Đây anh chị coi đầu đường ha, bên kia là có nhà lầu nè. Tiệm trà Su Su nè. Rồi vô cái cổng ấp văn hóa Tân Tiến. Cái đường này á, ở trên bản đồ Google Maps ghi là đường huyện số 4. Thì chúng ta chạy vô đường này khoảng 500 m, tới cái đường Tân Phú 47, mình rẽ trái là tới đất ha. Cái đường mặt tiền của miếng đất có tên là đường Tân Phú 47. Đây là quán cà phê điểm hẹn nè. Thì cô chú anh chị sẽ thấy là dọc theo cái đường huyện này nhà cửa dân cư rất là đông luôn á. Xã Tân Phú là giáp ranh với thị trấn Tân Châu nha. Từ hướng thành phố Tây Ninh lên á là đi ngang qua xã Tân Hưng, rồi tới xã Tân Phú, rồi lên thị trấn Tân Châu. Ở nhà cửa dân cư đông. Từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là đúng 100 cây số nha cô chú anh chị ơi. Đây tới tạp hóa Quyết Tâm nè. Thì vừa qua tạp hóa Quyết Tâm bên phía tay phải là chúng ta sẽ tới cái đường quẹo vô đất bên phía tay trái. Đây cái đường bê tông có cái bảng tên đường nè, TB47, tức là Tân Phú 47 đó. Thì cái đường này chính là cái đường mặt tiền của miếng đất đang cần bán. Đó, từ ngay đường nhựa này chạy vô tới đất là 150 m nha. Anh chị thấy là nhà cửa dân cư rất là đông luôn. Cái miếng đất là ở bên phía tay phải, còn đường dây điện trụ điện là bên phía tay trái nè cô chú anh chị. Ở chỗ này người ta đang xây nhà nữa nè. Rồi qua cái đống gạch này ha là tới cái lô đất bên phía tay phải, ngay góc ngã ba hai mặt đường. Cái miếng đất là có cây dừa nè cô chú anh chị. Đó, trong hàng rào B40 này ha. Diện tích là chiều ngang 6, chiều dài là 29,8 m. Tổng diện tích là 178 m², đã có sẵn 40 m² thổ cư. Còn lại cây lâu năm. Anh Hào chủ đất bán 780 triệu. Để Tấn chạy xích tới đây cho cô chú anh chị coi hàng sớm ở trong đây luôn ha. Đường bê tông này nhà nước mới làm khoảng 1 năm nay thôi. Đường rất là mới, cao ráo, sạch đẹp, liền lạc, không có ổ gà vậy ha. Ở nhà cửa dân cư rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay thêm một đoạn đường nữa trên đường tỉnh lộ 785 đó. Lúc nãy mình quay chạy vô đất là từ hướng núi Bà Đen chạy lên, là núi nằm ở sau lưng, là cô chú anh chị không có thấy được cảnh núi. Còn bây giờ là cái khúc mình quay xong rồi mình chạy về thành phố Tây Ninh nè. Đó, cô chú anh chị mua cái lô đất đó mình cất nhà đó, mỗi lần mà chạy về thành phố Tây Ninh là chúng ta sẽ thấy cái view núi rất là đẹp như thế này ha. Cái khúc mình đang đi là xã Tân Hưng nè cô chú anh chị.